Baka giờ là bữa tiệc ly hay bữa tiệc của thần thánh. Baka đã từng là một kiệt tác kinh điển cho sự vinh quang của chiến thắng, với biết bao đêm cuồng say ăn mừng danh hiệu. Còn giờ đây, họ lại là hiện thân của một bữa tiệc ly biệt buồn thảm, đầy rẫy sự phản bội, lời từ biệt và tâm trạng hoang mang. Những tạo hình trác táng trong bữa tiệc thánh thần ở lễ khai mạc Olympic 2024 đã bị quy kết là bôi nhọ tôn giáo. Thế giới ngày càng một hỗn mang, nhất là với sự tiếp tay của mạng xã hội. Có câu nói rằng, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, hay cái gì miễn phí thì chắc chắn rẻ tiền. Kiến thức trên mạng xã hội cũng vậy, chúng có sẵn trên các đám mây điện toán và rơi xuống miễn phí như những hạt mưa. Chính vì miễn phí nên kiến thức trên mạng rẻ tiền, theo nghĩa độc hại và không có tính xác tín. Chính vì vậy, cộng đồng mạng mới ồ ạt ném đá một tiểu phẩm trình diễn trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024 của đạo diễn trẻ Thomas Joly là nhạo báng Đức Chúa Trời và 2,4 tỷ tín đồ Kitô giáo. Sự hiểu biết hời hợt, lạ lùng thay với cả dân Pháp và châu Âu tưởng như am hiểu hội họa phục hưng, đã khiến cộng đồng mạng với năng lực kiểm chứng thông tin và tìm kiếm thông tin nhờ bác Quốc đã quy kết tiểu phẩm của Thomas Joly là dễu nhại bức tranh bữa tiệc ly của danh họa Leonardo da Vinci vẽ khoảng năm 1495 thành bức tranh bữa tiệc của thánh thần do Jan Hammens van Bilert vẽ vào thế kỷ 17. Quy kết này là rất tai hại bởi nó đẩy ý tưởng của Joly và ban tổ chức Olympic 2024 thành thứ gì đó chống Thiên Chúa, nhạo báng tôn giáo. Bức bữa tiệc ly mô tả bữa ăn cuối cùng của Chúa và 13 tông đồ. Còn bữa tiệc thần thánh mô tả cảnh tiệc tùng phóng đảng của các vị thần Hy Lạp, quê hương của Olympic. Đây là bản 3K của bữa tiệc thánh thần năm 2009 với ê hệ danh hiệu. Bối cảnh bàn tiệc có thể giống nhau, nhưng tinh thần của hai bữa tiệc hoàn toàn khác nhau. Việc quy kết nhầm lẫn khiến Joly trở thành kẻ dị giáo trong mắt cộng đồng mạng. Cho dù cách thể hiện, tạo hình, diễn xuất của các nhân vật trong tác phẩm của Joly có thể là phản cảm, gây gai mắt, thật sự, không thể không liên tưởng sự nhầm lẫn tai hại của cộng đồng mạng với màn đọ sức giữa Barca và Man City. Barca đã từng là một kiệt tác kinh điển cho sự vinh quang của chiến thắng, với biết bao đêm cuồng say ăn mừng danh hiệu. Còn giờ đây, họ lại là hiện thân của một bữa tiệc ly biệt buồn thảm, đầy rẫy sự phản bội, lời từ biệt và tâm trạng hoang mang. Barca hoang lạc xuất hiện trong thời đại của Pep Guardiola với cú ăn ba đầu tiên vào 2009. Nó đã chính thức kết thúc vào năm 2015, khi Barca giành cú ăn ba thứ hai và không thể tái hiện thành tích cú ăn sáu như 2009. Trớ trêu thay, Pep lại chính là huấn luyện viên của Man City. Suốt 8 năm qua, xây dựng bữa tiệc thánh thần ở Manchester, song song với 9 năm thất bại của Barca. Đây là Barca phiên bản buồn bã dưới thời Hansi Flick. Barca của Hansi Flick bây giờ rất buồn thảm. Không còn một vị tông đồ nào ngồi trong bàn tiệc đó nữa, ngoài thủ thành Marc-Andre ter Stegen là thành viên cuối cùng thế hệ chiến thắng 2015. Flick chỉ có một bàn tiệc gồm các ngôi sao già hết đát và những cầu thủ trẻ mới chớm chứng tỏ được tài năng, và cũng phải do câu lạc bộ hết tiền nên mới được trọng dụng. Thế nên, khi Barca và Man City chạm trán trong chuyến du đấu hè, đừng ai vội nhầm lẫn giữa bản chất của hai bàn tiệc này. Cấu trúc bàn tiệc và số lượng thực khách có thể tương đồng, nhưng hương vị và màu sắc hoàn toàn trái ngược. Đừng có nhầm bởi bát gút của ngày xưa.